Mới đây, chương trình Nhà trọ Destiny đã lên sóng với sự tham gia của Trường Giang, Lily, Ricky Star, Phương Lan và Liên Bỉnh Phát. Mở đầu chương trình là cảnh các nghệ sĩ ngồi ăn uống cùng nhau trong khuôn viên biệt thự rộng lớn nhà Trường Giang. Trong lúc ăn uống, Trường Giang chợt ôn lại kỷ niệm thời còn khó khăn. Anh nói, hồi xưa lúc chưa nổi tiếng, chưa có tiền, tôi phải đi viết mấy cái nhạc tầm bậy tầm bạ để kiếm vài ba triệu. Tôi đâu biết nhiều về âm nhạc, chỉ biết viết trong vài quãng cơ bản nên cứ viết theo kiểu liên ba, liên tư rồi bán lấy vài triệu. Dù không ra gì nhưng tôi vẫn phải viết nhạc bán để có tiền sống ở Sài Gòn. Sau này đi diễn có tiền, tôi mới thôi không viết mấy cái nhạc đó nữa. Bây giờ tôi đi làm nhạc do dự án riêng của tôi thôi, không bán nhạc nữa. Sắp tới tôi làm series phim Tết, 5 tập cũng tự viết 2 bài cho nó. Ca sĩ Lily nghe vậy tỏ ra đồng cảm với Trường Giang, hoàn cảnh đẩy đưa mình vào cái thế buộc phải làm vậy. Hồi xưa tôi cũng đâu nghĩ mình sẽ viết nhạc, không bao giờ nghĩ tới chuyện bán được mấy bài hát, xong còn thành hit. Nhưng hồi đó tôi còn không có tiền mua bài để hát nên tôi tự viết để hát. Tiếp đó Trường Giang ôn lại kỷ niệm về lần đầu gặp gỡ các đàn em. Lần đầu tôi gặp gỡ Lily là ở chương trình Sóng Vion. Trong một tiết mục tam ca, tôi đã nghe nhạc Lily từ trước, nhưng đó là lần đầu gặp lỡ Lily ở ngoài. Về Phương Lan, lần đầu tôi gặp gỡ cô ấy ở sạp công nhân khi đi diễn tấu hài. Lúc đó Phương Lan chưa đẹp như bây giờ nên tôi không có ấn tượng. Phương Lan nghe vậy liền bày tỏ, hồi đó tôi đứng xem anh Trường Giang và Chí Tài diễn mà mê luôn. Lily cũng nói, hồi xưa còn nhỏ tôi hay xem chú Trường Giang diễn, ai ngờ bây giờ lại trở thành đồng nghiệp với chú Trường Giang luôn. Được biết, trước khi có được cơ ngơi hiện tại, Trường Giang từng trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, nam diễn viên chia sẻ. Trước đây anh không hề có ước mơ 12 năm trong nghề nhà trường, nhưng anh không biết ăn sáng là gì, trưa và tối cũng không ăn, xung quanh hàng xóm ai cho gì thì sẽ ăn đó. Khi ấy Trường Giang không có niềm tin nào và cũng không biết mình sẽ làm gì. Anh chỉ nghĩ đúng một điều rằng học sư phạm sẽ không tốn tiền, nhưng sức học của anh không đủ để thi đại học nên anh đành sang cao đẳng nhưng vẫn trượt. Để trang trải cuộc sống, Trường Giang phải nay lưng làm đủ loại công việc. Sau đó anh quyết định bước chân lên Sài Gòn đi bán nước suối để có tiền, nhưng lúc đến từng nhà để tiếp thị thì người ta toàn đóng cửa lại. Tiếp theo anh đi phát tờ rơi, nhân viên quán và có lúc làm cả phục vụ cho vũ trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.